Vừa qua, Bộ sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục gồm các môn tiếng Việt, toán của giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa bị Hội đồng Thẩm định Quốc gia chấm không đạt ngay ở vòng 1. Trong đợt thẩm định lần này, ngoài Bộ sách giáo khoa Công nghệ giáo dục, còn có 5 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn của lớp 1 đăng ký thẩm định. Theo quy định, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa có 3 mức xếp loại: đạt, đạt nhưng cần sửa chữa và không đạt. Trong đó, sách tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục đã bị 15 trên 15 thành viên hội đồng xếp loại không đạt với gần 300 nội dung chi tiết cần sửa, cần bỏ vì những nội dung đó được cho là đã vượt chương trình, quá khó với học sinh lớp 1 và một số vấn đề kỹ thuật trình bày. Thì những cái cách chạy của nội dung đại về cái này là ưu điểm của nó. Thế nhưng mà các cái mặt khác của cái chương trình những yêu cầu thì giáo sư không thể hiện trong cái để có những mặt thì nó để vượt qua. Ví dụ như là sách lớp 1 dạy cho học sinh lớp 1 thì không cần phải có kiến thức về ngữ âm quy luật, không cần có những cái kiến thức như là cấu trúc ngữ âm của từ tiếng Việt. Hay ví dụ như là chương trình chỉ yêu cầu là phân biệt chính tả C K G người lớn người ghép người lớn ghép thì sách của giáo sư lại vượt lên làm lại những cái hiện tượng như là chính tả về ngữ nghĩa một nền nó khác cao hơn. Mình cái đó học sinh đại học đấy lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì mới giải quyết được. Thế thì như vậy thì nó lại là những cái đó mà thành nó có tính hàn lâm, nó lại quá tải. Cùng với đó, sách toán 1 Công nghệ giáo dục cũng bị hội đồng thẩm định cho rằng có nhiều nội dung không nằm trong yêu cầu của chương trình, vượt yêu cầu của chương trình dành cho học sinh lớp 1. Trước đó, sách tiếng Việt Công nghệ giáo dục 1 đã được triển khai ở nhiều nhà trường trong 40 năm qua. Hơn 900.000 học sinh đã được dạy học thử nghiệm thành công ở nhiều địa phương. Việc sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục không vượt qua vòng thẩm định để tiếp tục được giảng dạy trong chương trình học phổ thông sẽ gây ra nhiều xáo trộn ở những địa phương đã triển khai sử dụng sách giáo khoa này trong những năm trước.